Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em con, là Linh Mục An Bình xin được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta đã bước vào Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, và trong phòng thu hình ngày hôm nay thì chúng con có sự hiện diện rất là đặc biệt của các bạn trẻ ca đoàn dưới trẻ của giáo xứ Christ Our Savior, ca đoàn Chúa Kitô Cứu Thế, cộng đoàn Chúa Kitô Cứu Thế. Lần đầu tiên cha xin chào các bạn. Thì chắc là lời đầu tiên mình gửi lời chào, giới thiệu tên và gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Cha mời bạn trước nha. Dạ, con chào cha và quý vị khán giả, con tên là Gia Huy. Dạ, con chào cha và quý vị khán giả, con tên là Ân. Con chào cha và chào quý vị khán giả, con tên là Phạm Sĩ Phú. Dạ, con chào cha, con chào các quý vị khán giả, con tên là Quang Huy. Và con chào cha cũng như là quý vị khán giả, con là Thiên Triều. Và bạn? Dạ, con chào cha và quý vị khán giả, con tên là Tâm ạ. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là quý vị thấy là các bạn trẻ hôm nay đẹp trai không quý vị? Và con xin được quảng cáo một chút xíu là tại vì chúng ta thường thường nghe là con gái là hiền, đạo đức, nhưng mà con trai cũng vẫn như vậy thưa quý vị. Thưa các bạn, thì hôm nay thì chúng ta đã bước vào mùa thứ hai của mùa vọng. Không biết là chúng ta có chuẩn bị gì cho mùa vọng không? Cho mời bạn trước này. Dạ vâng, kính thưa cha và quý vị khán giả, thì thật sự là trong mùa vọng, chắc là cái mùa mà mình muốn cái tâm hồn mình nó tĩnh lặng nhất để mà mình chờ đón cái ngày Thiên Chúa Giáng Sinh. Và con thật sự rất là vui khi mà ngày hôm nay có cái cơ hội được ngồi đây trò chuyện cùng với cha, quý vị khán giả và cũng như là các thành viên trong ca đoàn mà gửi đến tặng cho mọi người những cái ca khúc như là những cái lời cầu nguyện vậy. Bạn thì sao thưa bạn? Con thì con chỉ biết là dọn mình cho sạch sẽ để đón Chúa Giáng Sinh. Thường thường ấy, người ta nói là con trai thường hay lười ấy, mình có đồng ý với như vậy không? Dạ con đồng ý. Dạ. Sao đồng ý dễ vậy? Dạ đúng là như vậy, bởi vì con trai mình lười dọn nhà, dọn cửa và dọn cả tâm hồn mình, nhiều khi cũng lười nữa. Nhưng mà hôm nay các bạn là chuẩn bị rất là đẹp trai nè. Chắc do lên hình. Do lên hình. Oh my God. Nhưng mà quý vị ơi, chúng con là các bạn trẻ ở đây là mỗi tuần hoặc là cứ tuần thứ hai, tuần thứ tư là các bạn sẽ hát trong giáo xứ của con là giáo xứ Christ Our Savior. Và các bạn đến hôm nay thì để dâng những bài hát, dâng những lời nguyện lên Thiên Chúa. Và quý vị cũng biết là các em ở đây thì đa số là còn sinh viên, là vừa đi học rồi vừa đi làm rồi còn đến nhà thờ tập hát nữa. Cha cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cha biết là khi mà chúng ta vừa đi học vừa đi làm như vậy thì thường thường cái thời gian mà chúng ta phục vụ nhà Chúa thì rất là ít. Vậy thì cha xin hỏi các bạn là mình đã dùng cái thời gian cầu nguyện như thế nào? Có thể một bạn có thể chia sẻ một chút xíu. Phú có thể chia sẻ một chút xíu Phú. Dạ em dùng cái thời gian cầu nguyện là những cái lúc mà mình tâm tình mình hát và cái lúc mà mình đứng ở trên cao đoàn mình hát thì thay vì là mình tham dự thánh lễ, mình chia sẻ, mình tâm tình, mình nói chuyện với Chúa thì bằng những lời ca tiếng nhạc mình vẫn có thể nói chuyện được với Chúa. Dạ. Tuyệt vời quá, hôm nay là các bạn mà vừa đẹp trai vừa hát hay nữa quý vị, rất là tuyệt vời. Tâm, cha hỏi Tâm một câu chuyện, cha hỏi Tâm một cái câu hỏi là Tâm vừa đi học vừa đi làm như vậy thì cái thời gian nào mà con dùng để con cầu nguyện? Dạ, thực ra thì con cũng học về nhạc cho nên là con cũng được tiếp xúc với lại rất là nhiều thể loại nhạc khác nhau á. Nhưng mà khi mà con đánh những cái nhạc mà để phục vụ cho Chúa thì con có một cái cảm giác rất là khác. Thì khi mà con đánh thì con cảm thấy là giống như là tâm trí mình nó sẽ được an yên, nó sẽ được bình yên hơn. Thì khi mà con đánh những cái bài mà để phục vụ ca ngợi Chúa thì con cảm thấy rất là thoải mái. Tạ ơn Chúa phải không? Dạ. Còn bạn thì bạn cầu nguyện như thế nào, đặc biệt là trong mùa vọng? Dạ thưa, thiệt ra là không phải là trong mùa vọng không cha, nhưng mà con cố gắng tập một cái thói quen là mỗi buổi sáng khi mà con trên đường con đi làm thì con sẽ lần chuỗi và con cầu nguyện. Thì con biết là thường là mình cũng phải đọc kinh buổi tối, nhưng buổi tối thường là nhiều khi mệt quá và con cũng sẽ có những lúc con quên, nhưng mà con sẽ cố gắng là mình đọc kinh buổi sáng và những cái lúc mà mình tham gia thánh lễ, mình hát những cái bài hát dâng tặng Chúa thì sẽ cố gắng dâng bằng cả cái tấm lòng của con. Amen. Mời bạn. Dạ. Con thì ngoài kinh tối kinh sáng ra thì cuối tuần con cũng dạo này gần đây con cũng hay ghé Đức Mẹ ở Long Beach để mà đọc kinh cầu nguyện với gia đình.
Tuyệt vời quá. Mà các bạn ở đây vừa đẹp trai vừa hát hay nữa, là không biết là chắc nhiều bạn gái lắm phải không? Tí nữa phải hỏi sau, nhưng mà chúng ta cần chuẩn bị để đón Chúa. Vậy thì cái bài hát kế tiếp chúng con mời quý vị cùng thưởng thức, có tựa đề Để Chúa Đến, sáng tác nhạc của Linh Mục Nguyễn Duy. Chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sống vui rạng rỡ, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi chúng ta phải dọn tâm hồn của mình để đón Chúa. Và kính thưa quý vị, trong bài phúc âm ngày hôm nay thì chúng ta thấy là Thánh Gioan Tẩy Giả hãy nói là chúng ta hãy dọn đường cho Chúa đến. Thì chúng ta có hai bạn đây tên là đều là Huy hết. Cho mời Giao Huy có thể là chia sẻ là trong cái thời gian này mình chuẩn bị như thế nào để mình đón Chúa. Dạ xin thưa cha, là con thật ra là con không có chuẩn bị lớn lao hết. Con thì chỉ làm sao cho tâm hồn mình nó vui vui hả? Dạ đúng rồi, để thỏa mãn được cái tinh thần của mình, đừng có buồn và đừng có những cái phiền muộn quá nhiều. Vậy thì bạn đi học như vậy có bị stress nhiều không? Dạ có chứ. Chắc chắn là có. Trong bạn có thể chia sẻ là bạn đang học gì và cái môn gì là khó nhất đối với bạn hiện tại bây giờ? Dạ hiện tại là con đang học về pharmacy tech. Nó cũng bình thường thôi, nhưng mà tại vì thích thì chắc là cái gì cũng sẽ vượt qua được. Amen. Vậy là chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho bạn ha, để không có bị stress nhiều mà lúc nào cũng vui tươi. Dạ cảm ơn cha rất là nhiều. Cảm ơn khán giả. Rồi bạn Huy bên này thì bạn có làm gì đặc biệt trong cái mùa vọng năm nay không? Có đọc kinh hay là đi Đức Mẹ Long Beach hay là dẫn người yêu đi cầu nguyện chung không? Dạ về đọc kinh ấy, thì mỗi tối con cũng luôn giữ cái thói quen là đọc kinh mỗi tối để trò chuyện về, để tâm sự với Chúa nhiều hơn. Và ngoài ra thì thật ra là trước đây là con có hay đi Long Beach để con cầu nguyện Đức Mẹ, nhưng mà dạo gần đây thì do việc học hơi nhiều cho nên là cũng chưa có cơ hội quay lại. Và con nghĩ là cái mùa Giáng sinh này cũng là cái mùa kiểu như là một trong những mùa rất là lớn đối với những người theo đạo. Cho nên là
con cũng ráng con cố gắng để con dọn mình cho sạch sẽ, để tâm hồn cho nó tinh khiết, để đón Chúa vào lòng mình và để ăn một cái mùa Giáng sinh cho nó thật là vui vẻ và amen ha. Còn bạn này, nghe nói là một con trai lười đi xưng tội lắm, không biết có phải không bạn? Dạ thưa, cái điều đó con cũng phải công nhận. Dạ, nhưng mà càng lớn và thực sự là những cái lúc mà mình cảm thấy mình yếu lòng, mình cần đến Chúa, thì thực sự là những cái lúc đó con càng phải nhận ra là mình phải xưng tội, mình phải giữ cho cái lòng mình nó trong sạch, để bất cứ một cái lúc nào mình kêu Chúa ơi thì Ngài vẫn có thể luôn ở bên mình mà đáp lại những cái phút yếu lòng đó của mình. Ở trong đây các bạn thì cha có nghĩa thể trong đây với các bạn đó thì có thể là cha biết Phú nhiều hơn một chút xíu. Là Phú là một ca sĩ này, một ca viên mà phục vụ ở trong cộng đoàn rất là nhiều. Thì Phú thường thường là trong mùa vọng mà Phú làm những cái gì để mình chuẩn bị đón Chúa Phú hả? Dạ, con thì ngày trước thì con đi hát ở ngoài nhiều. Thì sau này là vì có, cha cũng biết là con có hai cháu. Thì bây giờ là giúp lễ chung với Phật cho cha. Thử ra thì ngoài cái việc là con tham gia ca đoàn, rồi cho các con của con tham gia những cái sinh hoạt ở trong đoàn thể, cũng là một hình thức để mà cho tụi con giữ cái đời sống sống đạo và giữ những cái điều gì tốt đẹp nhất là trong mùa vọng này, để mà dọn mình để mà chuẩn bị đón Chúa phục sinh, đón Chúa Giáng sinh. Vâng, thì chúng ta tiếp tục trong cái tâm tình chúng ta chuẩn bị để đón Chúa, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tâm Tình Con Dân 9, sáng tác nhạc của Mai Khanh và hòa âm của Văn Khoa. Ngày tháng đã
Nữa rất là tuyệt vời. Không biết là trong cái chương trình hôm nay thì bạn nào là người đứng ra để chọn các bài hát vậy? Dạ thưa, cái người chọn những bài hát là ca trưởng thì không có mặt ở đây ạ. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy là phải cảm ơn ca trưởng, thật là những cái bài hát đó cha nghĩ là rất là tuyệt vời ha. Thì hồi nãy là trong cái khi mà cha nghe cái bài hát này á, là nói là mình đem cái tình thương của Chúa đến mọi người xung quanh chúng ta. Vậy thì trong cuộc đời sinh viên của các bạn thì các bạn có thể là làm như thế nào để mình mang tình thương của Chúa đến mọi người? Mời bạn trước đi. Cha ơi, sao cha cho con một cái câu hỏi nó khó dữ vậy ạ? Điều kể là cái chuyện mà hôm trước em giúp. Dạ vâng. Thì kính thưa quý vị, là một người con của Chúa thì chúng ta phải sống yêu thương. Cách đây 2 tuần con trên đường con đi tập ca đoàn, con chưa đi tập ca đoàn, trên đường mà con đi để tập ca đoàn thì con có gặp một bác lớn tuổi rồi, nhưng mà con thấy là khi mà bác đi á, bác không có vững nữa và bác phải vịnh vào tường, thì tự nhiên trong lòng con có một cái sự bất an. Con thấy là nếu như mà mình không quay lại thì có thể là bác sẽ bị stroke hay như thế nào đó, tại cái thời tiết nó cũng lạnh, và cái đó là khoảng tầm 1 giờ trưa. Dạ, mà vừa lạnh vừa gió và có nắng nữa. Thì là con mới quay đầu lại và con giúp đỡ bác. Thì con đậu xe và con dắt bác đi cả một cái quãng đường. Mà dù con hỏi là bác ở mình gần tới chưa, thì bác nói là gần tới rồi, nhà phía trước. Bác trai lớn tuổi rồi. Thế là con cũng cứ tin như vậy và con cứ đi. Nhưng mà một tí nữa thì bác không đi nổi nữa, thì cũng phải có một cái người khác đi đường, người lạ họ giúp. Thì con mới biết là bác bị đạn trí. Và bác không có một cái giấy tờ gì trên người, cũng không có điện thoại hết. Và thế là thì tụi con vẫn cố gắng tin là bây giờ bác ráng bác nhớ xem nhà ở đâu, thì bác vẫn chỉ chạy tới một chỗ nữa, nó cũng không phải. Cho nên thế là từ đó cho tới chiều tụi con phải đi cùng với police của thành phố Westminster để đi tìm, cũng có đăng lên các group người Việt, rồi cũng cố gắng là tìm xem người thân, người nhà có đăng lên tìm không. Thì cũng không có ai đăng thông tin của bác lên tìm hết. Và phải từ là 1 giờ trưa cho tới 6 giờ tối, và gần như là tụi con nghĩ là tụi con muốn give up rồi. Tại vì không liên lạc được với ai hết. Thì một cái cú phone cuối cùng của anh police này đó, ảnh gọi cho cái người này, thì tạ ơn Chúa là đúng là người nhà. Và tại vì người nhà mới đi về luôn nên cũng không biết bác đã đi từ sáng tới giờ. Và cho nên là may mắn là khoảng tầng 6 giờ rưỡi tối là tìm được người nhà cho bác và mọi thứ bình an. Vâng, tạ ơn Chúa ha. Dạ, và vâng, cảm ơn Chúa. Bạn hình như là hôm đó là một mình bạn hay là có đi trên con đường con đi đây, thì quay lại có mình con thôi. Dạ. Còn cái người lạ mà giúp đỡ cũng là một cái người là họ đi trên đường, cái chị đó chỉ đi trên đường thôi. Và chị thấy là tại con dìu bác, tại bác lớn tuổi nhưng mà bác cao hơn con và bác rất là to con. Cho nên là cái sức đỡ con cũng đi cũng gần cả mai với bác rồi. Nên là nó cũng hơi chật vật một tí xíu, nhưng mà may mắn là có chị dừng lại, chị giúp và đi bằng cái xe của chị. Cảm ơn bạn rất là nhiều chia sẻ cái câu chuyện này. Thì chúng ta cũng thấy là trong cái mùa vọng, mùa Giáng sinh này thì cảnh trời lạnh nó nhiều người cũng rất là buồn. Bởi vậy chúng ta cố gắng là chia sẻ cái niềm vui này khi mà chúng ta an ủi với nhau. Cha cũng biết là hình như là ngày xưa đó, cha lâu lâu cha cũng tham gia là các em sinh viên là Feed the Homeless đó. Năm nay có ai giúp không? Thưa cha, là con cũng có đi tham gia ở bên sinh viên công giáo gần đây, và đặc biệt là
vừa mới tuần này thì bên sinh viên công giáo họ có tổ chức Thanksgiving Feast cho những người homeless, thì con chỉ tham gia với tư cách là thành viên thôi. Đó là một cái event ý nghĩa mà con đã tham gia được 5 đến 6 năm rồi. Thì con mỗi năm con đều quay lại để giúp đỡ. Thì cái đó con nghĩ cũng là một cái cách để mình chia sẻ tình thương của Chúa đến với mọi người. Tuyệt vời quá, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị, cái bài hát mà chúng con gửi đến quý vị trong cuối chương trình ngày hôm nay có tựa đề là Trong Bàn Tay Chúa, sáng tác nhạc của Lê Đức Hùng. Trong Bàn Tay Chúa, một nhạc phẩm thật tuyệt vời
của nhạc sĩ Lê Đức Hùng. Và quý vị thấy hôm nay là các bạn trẻ vừa đẹp trai, con nhà giàu học giỏi mà hát thánh ca rất là tuyệt vời. Chị cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và quý vị mà muốn nghe các em hát thánh ca thì quý vị đến giáo xứ của con là giáo xứ Christ Our Savior, nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, và các em phụ trách vào tuần thứ hai và tuần thứ tư. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi trước khi mà hôm nay trước khi mà chia tay thì các người đẹp trai có muốn có một lời chia sẻ hay là một lời chào đến tất cả quý khán giả, cho mời bạn trước nha. Dạ, con xin cảm ơn cha và quý vị khán giả cùng tất cả các anh em ở đây đã cho con, đặc biệt là con đã có một cái buổi hát chung với mọi người và phục vụ cho Chúa. Dạ vâng, con xin cảm ơn cha và anh em và quý vị khán giả đã lắng nghe những lời ca tiếng hát của chúng con trong buổi hôm nay. Và con xin chúc quý vị khán giả một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Dạ, con xin cảm ơn cha. Thì cũng xin cảm ơn các anh em đã có dịp ngồi lại đây hát chung với nhau trong cái chương trình ngày hôm nay. Mặc dù cái ngày Thanksgiving đã qua rồi, nhưng mà con cũng muốn lấy cái cơ hội để mà quý chúc tất cả quý vị đang theo dõi chương trình có một cái dịp lễ tạ ơn, hoặc là những cái dịp cuối năm, holiday và Christmas gần tới, có nhiều sự bình an trong bàn tay Chúa và được dồi dào sức khỏe. Và xin quý vị đến với giáo xứ của chúng con để mà có dịp chúng con được gặp gỡ cũng như là lắng nghe chúng con hát những chương trình nhạc thánh ca sắp tới. Yes. Dạ, con xin cảm ơn cha đã cho tụi con có cơ hội ngồi đây để hát với mọi người. Và con cũng chỉ mong là mọi người trong Giáng sinh này sẽ có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân. Dạ vâng, và chắc chắn là phải cảm ơn cha và cảm ơn nhau vì cái buổi quay hình ngày hôm nay để có cái cơ hội gửi tặng đến quý vị khán giả những ca khúc thật là hay. Và trong mùa Giáng sinh, kính chúc tất cả quý vị khán giả thật là nhiều hồng ân của Thiên Chúa và một mùa Giáng sinh an yên ạ. Mời Tâm. Dạ, con cảm ơn cha đã cho con và cũng như mọi người có một cơ hội để có thể truyền tải được lời ca, tiếng nhạc và lời của Chúa qua tiếng hát. Và con cũng hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn mới hơn về những nhạc mà ca tụng Chúa. Và con xin chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật là an lành ạ. Vâng, một lần nữa cha cảm ơn các bạn, và một lần nữa con xin được kính mời quý vị đến thăm cộng đoàn của chúng con. Đặc biệt là chúng con có đêm ca nguyện ngày thứ sáu, ngày 9 tháng 12 sẽ có tất cả các anh chị em ở đây, các ca đoàn và các ca sĩ, và đặc biệt nữa là Đức cha Kevin Van, và đặc biệt hơn nữa là Đức cha Kevin Van cũng đến để có lời nguyện và chúc bình an, cũng như là ngài sẽ đánh piano cho chúng ta nghe. Một lần nữa thì con xin mời quý vị cùng tham dự. Và một lần nữa xin kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em một ngày, một tuần và mãi mãi được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Thank you and God bless. See you next time.